Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Coi như là sinh ra ở Nam Ngôn Farm luôn. Còn cu này nó sắp ra vàng rồi, chăm sóc riêng cho nó thành dạng dĩ hơn, cứng cáp hơn. Ở đâu mình thả? Một bé thôi. Nè các bạn, cu con còn lông tơ nha. Nó đứng còn chưa cứng cáp nữa nha các bạn. Đó, nó còn đang đứng, chưa có đứng thẳng lên được nữa. Đó, nó vươn cánh là nó sợ á. Vươn cánh ra là nó sợ con nè, thở nè. Con máu phúng phúng ra. Chim cu với con bồ câu này nó rất là thuần người ha. Tắt cái miệng nó nha. Đó, nhốt vô. À. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Nam Ngô Farm lại tiếp tục đón thêm một thành viên mới luôn ha. Thành viên này được coi như là sinh ra ở Nam Ngô Farm luôn. Thì trước mắt vô là chúng ta hít đất cái cho nó sung rồi. Ây da. Ui. Rồi chọn ngay cái chỗ có mấy con cỏ đâm vô mặt. Ôi. Hít đất không luôn xì. Đó, nó cứ canh mình hít đất là nó nhảy ra. Thấy không? Nè đi. Trời. Bậy hả không? Đi. Trời. Ghê quá. Nó liếm đầy nước miếng. Bậy. Bữa các bạn thấy mình chùi cái hồ mà mình bị té mà nó đứng nó cừ nó lè lưỡi không à, nó không có tới nó cứu đệ gì hết trơn. Đi. Ok các bạn, có một thành viên mới nha. Đây là một bạn cu gãy, cu cườm. Đó, sinh khai Việt Nam luôn, cái chuồng này là cái chuồng bồ câu. Nhưng mà mấy thằng cu chui vô đẻ luôn. Đây. Đây con cu con nè. Còn cu này nó sắp ra vàng rồi. À, vài bữa nữa bây giờ á là mình quay là nó còn nằm ở đây ha, chừng 3-4 bữa nữa thôi nó biết bay rồi, lúc đó là khó bắt nó, khó quay lắm. Đó thì giờ mình sẽ lấy xuống cho các bạn coi, rồi mình sẽ chăm sóc riêng cho nó thành dạng dĩ hơn, cứng cáp hơn. Ở đâu mình thả. Thả ra thì nó cũng vòng vòng đây thôi, không biết cái ổ này được mấy bé đây. Ồ, có một bé hả? Một bé thôi. Đó. Này các bạn, cu con còn lông tơ nha. Này lông tơ đang lúng phúng này. Cái lông này nó còn thai ra nữa. Rất là nhỏ luôn. Đây, nằm xuống đây. Nó đứng còn chưa cứng cáp nữa nha các bạn. Đó, nó còn đang đứng, chưa có đứng thẳng lên được nữa. Lông này mấy cái lông tơ. Cái này nó sẽ thai. Nó sẽ thai cái lông măng này. Xong rồi nó sẽ ra cái lớp lông mới. Rồi lúc đầu nó bắt đầu nó biết bay nhẹ nhẹ. Đó, ta gọi là cái gì? Chim truyền á, là truyền cành. Bắt đầu truyền cành á, là chim mới ra ràng á. Đừng làm bé sợ Lucy. Đó, nó vươn cánh là nó sợ á. Vươn cánh ra là sợ con kìa, thở kìa. Chim thì lúc nhỏ này chúng ta chưa có phân biệt được giới tính ha. Tụi nó, tụi này nó lại giống nhau nữa. Có những cái giống chim thì đực cái nó khác nhau. Thì chúng ta nhìn chúng ta còn biết. Nhưng mà cái đó là sau khi mà nó có cái bộ lông trưởng thành thì nó mới trổ ra. Còn riêng con chim này là chống mái giống nhau. Nhìn không biết được luôn. Người ta muốn biết trống mái người ta coi nó có gáy hay không. Chim trống thì nó gáy, còn chim mái nó không gáy ha. Này gọi là cái bầu diều của nó nè các bạn. Bầu diều của nó là cái giống như cái bao tử của nó vậy. Nó ăn vô chỗ này thịt không nè. Ồ, bây giờ vô đây là thấy mấy cái hộp gì đó, hộp lúa nè. Chim mẹ đem về mớm cho con nè. Giờ đây thấy từng hạt lúa luôn. Nằm nó rút mà đưa hai cái bầu diều nó ra trước à. Thấy cưng không? Này để bỏ nó xuống đất coi. Bỏ nó xuống đất coi nó đi tới đi lui được chưa. Đó, lông này tất cả còn lông máu à. Đó. Lông máu phúng phúng ra. Này hậu môn của chị. Đừng chim này cũng dễ bị chỉnh đít ha các bạn ha. Chỉnh đít là nó cũng là nguy hiểm á. Chỉnh đít tới là nó ị phân ra xong rồi nó dính bệt vô cái đít luôn. Rồi nó làm nghẹt luôn. Bé nó không đi ị được. Tụi xì, đừng làm em sợ. Được không?
đó. Mày thở không là người ta cũng sợ mày. Nó là con gái mà nó nhây sợ không? Bình thường các bạn chim cu á, bình thường mình thấy là nó đẻ khoảng 3 trứng thì có khi nở 3 con luôn, có khi nở 2 con. Hôm nay mình thấy có 1 con à. Mày bên trong cứ vậy không à. Sao con gái lớn không có viên dùng gì. Nó canh chỗ đó mày vũ nước biến văng tùm lum. Cái này mình thấy có 1 con duy nhất à. Để lấy cái ghế cao cao lên coi coi ở trong đó còn cái vỏ trứng khác không. Chim mẹ hồi lúc mà con chim này nó, tất nhiên là trong cái thời gian mà nó chưa có nở trứng á, thì chim mẹ sẽ ấp gọi là liên tục ha. Chim mẹ nó sẽ nằm nó ấp liên tục, trừ thời gian nó đi uống nước, nó đi ăn thôi, nhưng mà cái đó nó cũng ít lắm. Thì nó nằm nó ấp liên tục để nó giữ cho cái nhiệt độ nó ổn định, chim con sẽ nở tốt. Rồi chim con lúc mà mới ra đó, mới nở ra thì nó cũng dành nhiều thời gian để nó chăm sóc, nó đi kiếm đồ ăn về nó mớm cho bé nó ăn. Đó, và càng lớn á, thì chim mẹ sẽ dành ít thời gian hơn cho nó, tập cho nó cái tính tự lập. Đó, như giờ là cho nó nằm con mình ở trong đó thôi. Đó, trời, chim mẹ nó đi vòng vòng, có thể là lát cái nó vô nó mớm cho một miếng đồ ăn. Ôi, còn một trứng nữa các bạn. Còn một trứng nữa, nhưng mà không biết trứng này là đẻ sao hay là trứng nó hư nó không nở đây. Nhưng mà nhìn có vẻ là trứng tốt, không có cái dấu hiệu gì hư hết ha. Này chắc nó mới đẻ sao. Thì đối với chim á khi mà nó đẻ chúng ta đem ra ngoài nắp á thì nó sẽ đẻ tiếp. Nó đẻ tiếp. Còn nếu mà chúng ta để cho nó ấp á thì nó dành thời gian cho nó ấp. Sau khi mà nó ấp tụi chim con này lớn này nọ thứ á, rồi đầu nó mới muốn phối và nó đẻ tiếp. Còn chúng ta mà nó đẻ trứng, chúng ta bắt trứng ra ngoài á, chúng ta đem đi ấp nhân tạo á, ấp mái á, thì con chim nó sẽ đẻ liên tục luôn. Cho nên là mấy người mà muốn nuôi chim mà lấy được số lượng con nhiều á, là thường người ta sẽ ấp mái, chứ người ta không có để cho chim mẹ nó ấp. Thì chim mẹ nó ấp á, thì được cái là nó khỏe hơn. Không, nhưng mà mái ấp thì cũng khỏe, nhưng mà chim mẹ nó ấp á, thì con cái đồ mình cảm giác nó ok hơn, nó lanh hơn. Hơn là ấp mái, tại vì nó ra nó có người dẫn dắt đồ này nọ các thứ, truyền đạt cho nó những cái gì mà có thể là mình không hiểu, giống loài nó mới hiểu thôi. Đó. Thì nhưng mà được bị cái là nó để chim mẹ nó ấp thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Đó, tại vì nó ấp cho những cái con này nó lớn, cái nhiệm vụ của nó khi mà có chim con á là nó sẽ ấp cho lớn, ấp lớn xong ấy nó bắt đầu nó mới muốn đẻ cái khác. Đó, còn chúng ta lấy trứng ra nó về nó thấy hết trứng rồi là nó sẽ đi đẻ trứng mới vô. Em đứng lên cái ghế cao này em chỉ vô em thấy có cái trứng, cái ổ trong đó của nó cũng đơn giản lắm. À, con cái trứng chim trong đó đó. Đây, ra đây phơi nắng chút xíu. Hiền chưa? Ra đây phơi nắng chút xíu cho nó phát triển xương khớp. Một năm thì nhà mình chim nó đẻ ra mình nghĩ chắc cũng phải cả trăm con đó các bạn, cả trăm con chim con á. Tại vì con chim cu nó đẻ khá là dễ luôn, và cái cách làm tổ của nó cũng rất là đơn giản, nó không quá cầu kỳ. Có những loài chim thì nó cầu kỳ trong cái cách làm tổ, trong cái vị trí đặt tổ rất là khó, cho nên là nó khó sinh sản. Còn đối với chim cu á, thứ nhất là nó sống cộng đồng, nó sống chung hòa thuận với nhau được. Cái thứ hai nữa là cái việc gọi là đẻ trứng của nó rất là đơn giản luôn. Nó có thể đẻ trong cái ổ bất kỳ này, hoặc là trên những cái chậu cây là nó vẫn có thể đẻ vô. Và ví dụ như con chim mẹ này đẻ xong bỏ đi, con chim khác vô vẫn lấy cái tổ đẻ tiếp luôn. Nó không có cầu kỳ trong cái cách làm tổ ha. Có những con chim thì nó cầu kỳ trong cái cách làm tổ. Nó phải tổ này tổ kia, phải tự tổ nó xây thì nó mới đẻ vô. Còn ví dụ như mà những cái tổ của con chim khác á là nó không có chịu đẻ. Còn riêng chim cu thì nó rất là dễ dàng trong cái việc này. Đâm ra là ở đây mình mỗi một năm mình nghĩ, tất nhiên là không có đếm chính xác rồi, nhưng mà nó đẻ rất là nhiều luôn. Thì một con chim một mùa vậy nó đẻ chắc cũng phải mình cho hai con thôi, bình quân hai con thôi.
thì ở đây mấy trăm con đó, đẻ ra rất là nhiều. Bây giờ bé nó chưa có biết bay, nó chưa có đứng vững nữa thì nó nằm rất là ngoan, nhưng mà cỡ tuần lễ 10 ngày nữa đi ở đầu nó sẽ bay. Nó sẽ bay đi là lúc đó khó bắt, mặc dù là nó chưa có bay từ cái nó chưa có bay dù như mấy con chim lớn đâu, nó chỉ chuyền cành thôi, đứng từ đây nó chuyền qua cây dừa, đứng từ đây nó chuyền qua anh đây, rồi mình tới nó lại chuyền qua chỗ khác nữa, nó gọi là chim chuyền. Lúc đó là nó chỉ bay những cái khoảng ngắn thôi đó. Thì có những cái bạn chim này nè cũng có những cái tai nạn, có nghĩa là các bạn thấy khi mà con chim nó lớn bắt đầu nó chuyền, chim mẹ nó sẽ không có chăm sóc nữa, nó không kè kè nữa, nó để cho con chim con nó gọi là nó tự lực cánh sinh, nó tự ở trên cao nó bay xuống luôn. Thì hồi đó giờ cũng có vài trường hợp có những bạn chim non này nè, mấy bạn đó tiếp đất không có được chính xác, cho nên là bị trường hợp gãy chân. Để lát mình đi vòng vòng đây mình thấy được cái bạn chim mà gãy chân đó mình sẽ chỉ cho các bạn coi. Thì cái chân là một chân nó bị quẹo qua bên như nè đó, thì nó đi có một chân thôi, nhưng mà nó vẫn ăn uống sinh hoạt vẫn rất là lanh lẹ luôn. Nhiều bạn hỏi là anh ơi, cái vườn của anh nuôi chim kiểu này chắc mỗi ngày anh chăm cực lắm, chắc hết ngày luôn. Thì thật ra nó không có cực các bạn, tại vì mình nuôi chim mình theo kiểu thả tự do. Cái này giống như một cái không gian gọi là kín, nhưng mà gọi là bán hoang dã đó, nó được bay nhảy tự do. Thì các bạn thấy đây là cách mình cho ăn chim ăn đó, chim và gà ăn là mình cứ quăng ở dưới đất thôi đó, cứ quăng ở dưới đất vậy đó. Thì mình quăng là mình quăng buổi sáng, chim nó sẽ xà xuống rồi nó ăn xong rồi nó đi, nó bay, nó chơi, nó lát nó đói bụng nó lại quay về đây nó ăn tiếp đó. Bên đây một đống, bên kia một đống nữa, cho nên là cái việc chăm sóc thì nó rất là đơn giản, chứ nó không có phải tốn nhiều thời gian. Rồi con chim cu nó chui vô cái ổ bạn dịch nó tính làm gì, tính vô chổng đẻ nữa đó. Nãy giờ mình nói là nó dễ là nó tính vô chổng nó đẻ tiếp á. Đây là ổ của bạn dịch ha, chưa có duyên với bạn dịch mấy hai lần trứng rồi, nhưng mà như dịch đực có chưa biết phối hay sao nó đẩy trứng ra ngoài hết rồi. Cái này mà nãy mình không vô là nó vô chổng nó đẻ luôn á. Để coi mình tìm cái bạn chim có nhiều bạn hỏi là con cu bông hôm bữa đâu rồi anh. Con cu bông nó thường nó vòng vòng ở đây nè, nhưng mà nó còn nhát quá, nó gặp mình là nó sẽ chạy, nó bay đi chỗ khác. Để mình kiếm coi nó ở đâu. Anh này ngoan ghê không, này ngoan nằm im ghê. Những con chim cu này các bạn là rất là dễ, nói chung là bản thân cái giống chim cu á là nó sống gần con người. Ở thành phố nhiều khi các bạn cũng thấy chim cu nữa, nó sống gần gũi với con người, cho nên là nó không có sợ con người ha, nó không có sợ người. Tất nhiên là nhát thì nó chưa có, mình không có cầm nó trên tay giống vậy được, nhưng mà nó không có hiểu dạng giống như là những con chim mà nó ở trong rừng, nó ít tiếp xúc, ít tương tác với con người á. Thì khi mà nó thấy bóng dáng con người hoặc là nó nghe cái tiếng thôi á là nó sẽ bỏ chạy. Còn đối với chim cu á thì nó gần giống như bồ câu vậy đó, nó sống chan hòa với con người, nó quen nhìn con người rồi, nó không có nhát lắm đó. Cho nên là cái việc mà huấn luyện cho nó thì nó rất là dễ luôn. Thì bữa giờ mình quay clip cho các bạn, là mình các bạn thấy là con chim bồ câu hai con luôn, một con là nó rất là dạng, nó thường xuyên đứng ở đầu mình, xong rồi mình có hai con chim khác nữa. Thì về là cái con chim cũ nó huấn luyện cho một cái con chim mà có hai cái cánh màu nâu nâu nè, cái con mà chim trắng bóc nguyên con thì nó chưa dạng, nhưng mà cái con chim cũ ở nhà nó huấn luyện cho con chim mới mà có hai cánh màu nâu là bắt đầu nó đó, vừa mới nói là làm liền đó. Rồi con chim cánh nâu này nè, nó là bắt đầu nó dạng gần giống như con này luôn nè, nó chuẩn bị nó bay qua đây nè, qua đây đó. Thì theo như Lâm tặng cho mình á là nói con cánh nâu đó là con chim trống á, còn cái con mà vẫy cá này là con chim mái nè. Nhưng mà thấy con chim trống á thì nó còn hơi sợ con chim mái, không biết giờ có phối chưa. Thấy nó cũng bắt đầu nó đi chơi vòng vòng với nhau rồi đó, nó đi vòng vòng bắt cặp với nhau rồi đó. Còn chim này chắc nó kết mình quá. tao đâu có giúp mày phối được đâu mà mày cứ đu theo tao làm cái gì đó. Còn con chim này thì cũng là một con chim mái đó, bồ câu vẫy cá, con này mỏ két cũng là một con chim mái luôn. Thì hồi xưa đó mình, bạn nào mà vô đây mình hồi xưa hình như lúc đó là chưa có chơi bò sát nữa kìa, lúc đó thì vẫn còn gà với chim á. Thì lúc đó mình có một con chim cu,
phải nói là cực kỳ xịn luôn, ai vô cũng ghiền hết. Có nghĩa là mình lúc đó là nó dạng y như con bồ câu này luôn các bạn. Mà con đó là con cu, đó là con cu con cu trống đó. Là cứ mỗi lần mình vô chuồng, hồi xưa là mình nuôi nó bên ngoài luôn á, mình thả nó đi vòng vòng rồi nó không bay luôn á, nó cứ vòng vòng trong nhà vậy nè đó. Mỗi lần nó có khách vô là nó gáy, cho nên là nó như là một cái chuông vậy đó các bạn. Mỗi lần mình nghe nó gáy ra là mình biết có người tới gần á, y như là nó báo có khách tới vậy đó. Thì lúc đó mình nuôi nó trong cái lồng cu cũng rất là đẹp, lồng nhỏ, lồng bằng mây á. Nhưng mà lúc đó mình mua cái lồng mây nuôi chim cu cũng là lồng xịn, mua tới 600-700 gì đó. Đó, thì mình nuôi nó trong cái lồng mây, sau đó mình làm cái chuồng này rồi mình thả nó vô trong đây luôn. Thì mỗi lần mình đi vô trong đây nè, nó y như con bồ câu này luôn, là nó đậu trên vai mình đi đó, đậu trên vai mình đi hoặc là đậu trên đầu mình nó đi, mà nó vừa mình vừa đi nó vừa gáy ở trên đó, gu 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 rất là phê luôn, rất là đã luôn. Rồi vô tới cái mùa giao phối á, vô tới cái mùa giao phối của nó là cứ mỗi lần mình vô là nó nhảy lên đầu mình, nó xè cái đít nó về, nó phối á, nó y như nó phối. Tại con đó là con chim trống, nó lấy cái đít nó xè nó phối với mình luôn đó. Cứ mỗi lần mình vô là nó phối như vậy. Xong rồi bắt đầu nó con chim đó là con chim con nuôi lên, cho nên là lúc đó nó như nó chưa có biết mùi chim mái, thấy không? Nó cứ gặp mình là một người bạn thân thiết thì nó vô, nó cứ đè mình ra là nó xè lên đầu mình, nó chà nó phối. Nhưng mà đầu vô cái mùa phối năm đó là bắt đầu nó, tại vì ở đây cũng rất là nhiều chim cu mà mái đó, bắt đầu nó làm quen với con chim mái, bắt đầu nó phối. Thì từ từ bắt đầu nó hòa nhập vô cái cuộc sống của cái giống loài nó, bắt đầu nó hết thân với mình nhiều. Chứ lúc trước mình nuôi nó mình á thì nó coi mình giống như là bạn thân của nó vậy, nó rất là thân với mình luôn đó. Rồi cái dòng chim cu với cái bồ câu này nó rất là thuần người ha. Nếu mà chúng ta nuôi chim con nè, nuôi chim con lên đút cho nó ăn nè, ví dụ như cỡ này nè, đó bắt đầu ngon nè. Cỡ này mà bạn có, bạn đút cho nó ăn. Này chúng ta có thể lấy lúa chúng ta ngâm với nước cho nó mềm mềm ra, thì chúng ta mở cái miệng nó ra chúng ta nhét vô, để lát mình làm thử cho mọi người coi. Hoặc là đút bằng cám trộn với nước cho nó thành giống như là cái bột sạch sạch á, chúng ta bơm cho nó uống. Đó là nó rất là ok, nó sẽ mau lớn, và khi nó lớn á, là nó sẽ rất là dạng dĩ, rất là dạng dĩ với lại người đó. Thì nhưng mà sau này cái con chim kia đó, cái con chim cu kia đó, là nó đầu nó biết mùi đàn bà, biết mùi phụ nữ rồi, đầu nó sống chung với lại cái giống loài của nó hết còn thân với mình này. Lúc đó nó đi bắt cặp với lại con chim vợ của nó rồi đó. Thì hồi đó mình có một con cực kỳ đã luôn, rất là dạng. Bây giờ có hai phương án, không biết là bây giờ mình nên thả vô lại cho chim mẹ nó chăm sóc, hay là mình nuôi riêng đây. Chắc thả vô lại cho chim mẹ nó chăm sóc luôn quá. Nhưng mà mình sẽ làm một cái gọi là ví dụ cho các bạn coi là mình sẽ đút chim con như thế nào nha. Đây là đây mình lấy miếng lúa ngâm vô nước. Ở đây đi, vô cái kho lương thực bên này. Trứng gà sáng giờ thu hoạch nè. À, chưa đem vô. Cái này đem vô mình sẽ lấy khăn ướt mình lau sạch sẽ, bắt đầu mình để tủ lạnh. Hết lúa luôn rồi ta. Hết lúa luôn rồi, chắc lấy cái lúa lụm ngoài này đi. Lúa chưa đem ra. Cái kho đó mấy anh Tý anh mời lắm, trong đó có lúa nè, có cám, có đồ nè. Chim cu thì nó cũng đơn giản các bạn, lúa là chính, thức ăn thì lúa thôi, cho ăn cám cũng được. Sao cái món gì mày cũng ăn vậy, lúa mày cũng ăn luôn. Đi ra cho anh làm việc chút xíu coi, con gái còn lứa gì nít na xíu, nó ăn lúa luôn các bạn.
Hôm bữa mình để cắm gà nó dứt luôn. Đúng gà lúa. Lúa thì tại vì hết rồi chưa đi mua, chắc lát nữa đi mua. Thì khi mà chúng ta đổ vô đây nè, rồi chúng ta cho miếng nước vô. Trong lúa nó có những hạt chắc và hạt lép. Thì cái hạt chắc á, nó sẽ chìm ở dưới, còn những nào hạt nào lép á, nó có cái lớp vỏ không hoặc nó mỏng á, thì nó sẽ nổi lên mặt nước. Thì chúng ta sẽ bỏ những cái hạt đó đi, bỏ những cái hạt lép đi, chúng ta cho nó ăn những cái hạt chắc thôi, thấy không? Thì khi mà chúng ta ngâm lúa vô vô nước kia nè, chúng ta đút cho bé nó ăn á, thì nó vừa ăn được lúa mà nó vừa có nước uống luôn. Đó. À, anh em thấy thấy khổ không, giờ có lúa mà còn hết lúa nữa là anh em biết rồi. Giờ kiếm gì cho nó đứng cao cao lên. Nè, đưa tới tay em cầm. Ok. Đây. Người nóng hổi à. Người cái thân nhiệt nó cao, thân nhiệt nó nóng. Chúng ta dùng lúa chúng ta ngâm nước đây nè, thì nó sẽ dính nước trong này luôn, chúng ta đút cho bé nó ăn nó sẽ được uống luôn. Tắt cái miệng nó nghe. Đó, nhút vô. Thì khi chúng ta đút á, là nó sẽ ăn nó bị văng ra ngoài. Bởi vì chúng ta phải đút nhiều lần, đút kỹ kỹ á. Còn đối với dòng chim vẹt á, thì mọi người dùng cái bột, bột pha nước, xong rồi dùng cái xi lanh bơm vô. À. Mà đút chim cũng cực các bạn, tại vì nó đói liên tục à. Nó đói liên tục. Và mình có một cái phát hiện rất là hay ha. Để mình đút xong này mình sẽ kể cho bạn nghe cái đó. Mà vô tình phát hiện luôn. Bởi vì mình rất là khoái thích quan sát động vật ở chỗ đó đó. Để mình hiểu hơn về cái cách của tụi nó. Giữa cha mẹ và con cái nó sẽ có những cái sợi dây liên hệ, những cái cách kết nối rất là hay luôn. Đó, ok các bạn, đối với đút chim con thì đút như vậy đó. Còn không á, thì đối với chim cu thì nó ăn lúa thì chúng ta đút lúa cho nó. Còn ví dụ như mà chim lửa nè, than mi rồi này nọ thì người ta dùng cái cám chim á, người ta pha chút xíu nước cho nó dẻo như là bột vậy á. Rồi người ta dùng cái xi lanh người ta bơm cho nó ăn. Còn đối với lại chim vẹt Macau đồ á thì nó có những cái dòng mà sữa ngũ cốc đồ các thứ á. Thì người ta quậy giống như là sữa vậy đó, cái đầu người ta bơm vô luôn. Đó, người ta bơm ngay miệng, bơm nhẹ nhẹ, nó nuốt vô từ từ. Thì ngày xưa á các bạn, giống như nè các bạn thấy cái cây này là nhà mình vừa mới cưa trong cái mùa mưa bão vừa qua. Đó, tại vì thời tiết lúc này á là ở đây gió nó cũng gọi là nó xoáy dữ lắm, cho nên là nó sẽ gãy những cái cành. Thì năm đó đó là mình nhà mình cũng cưa cây trước mùa mưa. Thì cưa cái cây kia vô tình phát hiện ở bên trong nó là có một cái lỗ tròn quay luôn. Đó, thì là một cái tổ chim ở trong đó. Ở trong đó có ba bạn chim. Thì lúc đó nó chưa có mọc lông tơ, nó nhỏ hơn con này nữa, nó còn đỏ hỏn à. Thì lúc đó là mình không có biết là ở trong đó nó có ổ chim. Chỉ là tới mùa mưa mình đi cắt gọn để cho nó. Thứ nhất là nếu mà mưa gió bão á, nó sẽ xoắn cái cây. Nó bị tét cái cây ra đó thì nó xấu. Cho nên là mình cưa trước cho nó gọn gàng. Cái thứ hai nữa là nó không có nguy hiểm, nhiều khi nó ngã trúng người này người kia đó. Thì vô tình là cưa cái cây đó ra, phát hiện bên trong nó rỗng và có ba con chim con ở trong đó. Mặc dù là không thấy chim mẹ và ba con chim con nó chưa có lên lông, cho nên là không có biết nó là dòng chim gì. Nhưng mà lúc đó mình nhìn cái mỏ đó thì mình đoán nó chắc là chim bói cá các bạn. Tại vì xung quanh đây là sông nước rất là nhiều nè. Đây là vườn trái cây sông nước rất là nhiều. Cho nên là nơi sinh sống rất là lý tưởng cho những con chim bói cá. Chim bói cá thì nó ăn cá, nó ra bờ sông rồi nó ăn. Thì cái vùng đất lấy thiêu này là nó sông nước nhiều, nó sẽ hợp với những con chim bói cá, chim cò rồi nè, bìm bẹp rồi nè. Đó là những con chim mà nó sống gần nước. Và nó cũng thu hút nhiều cái loại chim ăn trái cây, hoành hoạch nè, chớp màu nè, rẽ quạt nè.
gọi gì ta, sâu, chim sâu xanh, sâu đỏ, đầu đỏ đâu, ốc mít đó. Đây là những cái dòng chim mà ở địa phương này có. Thì lúc đó mình muốn cứu ba bé nó, không thấy chim mẹ đâu hết, muốn cứu ba bé nó thì mình mới đút cho bé nó ăn. Nhưng mà đút á, lúc đó tụi nó chưa mở mắt luôn, nó chưa mở mắt luôn, con chim nó còn đỏ hỏn à. Thì lúc mình đút á, cho nó ăn á, thì mình không biết đút bằng cách nào, tại vì nó cứ nằm nó không có động tĩnh gì luôn. Mình khều nó nha, mình dùng ngón tay mình khều nó cũng không có nhúc nhích, nó không có tỉnh dậy. Mình dùng âm thanh mình kêu, mình gõ đồ này nọ, nó cũng không tỉnh dậy luôn các bạn. Nó nằm nó ngủ không luôn, nó không có mở mắt, không có động đậy gì luôn. Mặc dù là bên ngoài mình tác động bằng âm thanh, bằng xúc giác tất cả mọi cái mà nó không có mở miệng. Thì vô tình ở đầu mình mò hoài, mình không có biết là làm thế nào để cho nó tỉnh dậy để mình đút nó ăn hết. Thì mình mò tới mò lui, thì vô tình mình lấy cái tay mình che đó, mình che cái ổ trứng lại. Mình ví dụ như đây là cái ổ trứng nha, nguyên cái ổ trứng đây. Mình vô tình mình lấy mình cái tay mình che cái ổ trứng lại các bạn. Thì tự nhiên mấy con ba con chim nó ngẩng đầu lên đó. Các bạn biết mấy con chim con là cái gì? Khi mà nó đói bụng á là nó sẽ ngướng cái cổ lên, nó hả họng ra, nó đòi ăn, nó lua mà nó kêu tiếng tùm lum á. Thì vô tình mình lấy cái tay mình che nó lại, tự nhiên ba con tỉnh dậy các bạn. Hả họng đòi ăn quá trời luôn. Thì mình mới thấy ngộ quá, ủa sao cái điều gì đã, mình bắt đầu suy nghĩ điều gì đã làm cho bé nó tỉnh dậy, trong khi nãy giờ mình nào là kêu tiếng lớn nè, nào lấy tay khều mà tụi nó hầu như là nó không có phản ứng gì luôn. Thì mình mới thử lại, mình buông tay ra thì con chim nó lại ngủ. Mình lấy tay mình che lên cái ổ á, thì con chim nó thức dậy, xong mình lấy tay ra thì con chim nó ngủ. Làm mấy lần vậy, đầu mình mới suy nghĩ ra, thì cái này theo như mình suy nghĩ, phân tích á, thì nó giống như con chim mẹ khi mà nó đi ra ngoài để nó kiếm đồ ăn về cho các con chim con ăn á, thì khi nó về tới tổ á, cái đôi cánh của nó vươn ra, nó che cái ánh sáng vô chỗ cái ổ, thì những con chim đó nó nhận biết mẹ nó về bằng cách đó. Có nghĩa là bình thường nó đang nằm trong ổ thì ánh sáng nó vẫn chiếu vào được đó. Đó, mặc dù là nó nhắm mắt ha, nhưng mà trên cái màn mắt nó thì mình nghĩ ánh sáng nó vẫn lọt qua được. Thì bình thường á, khi nó nằm trong ổ á, thì cái ánh sáng nó vẫn lọt vô trong được. Cho nên là con chim nó biết là không có mẹ nó ở đây. Nhưng mà khi con chim mẹ nó bay về á, cái sải cánh của nó che cái ánh sáng lọt vô trong ổ nó đó, thì tự nhiên là tối thui trước mặt luôn. Đó, thì con chim nó biết là mẹ nó về. Hay không bạn? Hay ha. Là nó tỉnh dậy nó đòi ăn liền. Đó, thì lần đó mình quan sát được điều đó và mình thử nhiều lần thì mình thấy đúng là như vậy luôn á. Có nghĩa là các bạn khiều nói gì nó cũng không có động tĩnh gì hết trơn á, nhưng mà các bạn che cái ổ lại là giống như cái đôi cánh của con chim mẹ về, nó che chở cho đàn con vậy đó, là nó biết mẹ nó về, là nó mở miệng ra đòi ăn. Hay ha, công nhận là mỗi một cái giống loài nó có cái cách sinh tồn khác nhau đó. Nó có những cái điều kiện phù hợp với cái giống loài nó để nó phát triển. Anh này ngoan chưa? Anh này là mở mắt rồi, mở mắt đàng hoàng rồi, vài ba bữa nữa là sẽ coi như là đứng cứng cáp và biết bay nè. Quá ngoan luôn. Giờ không phải ngoan mà giờ chưa đi được. Giờ chưa biết bay. Mà mẹ nó đút cũng giỏi các bạn. Nó xiên đút lắm. Đút cái bầu diều ha, no căng luôn nè. Đút cái bầu diều no căng luôn nè. Sải cánh của ảnh nè, chỉ nè. Còn bé tí, vài bữa nó đây là cái nó còn nhỏ cho nên là vài bữa nó thay cái bộ lông mới, nó sẽ bự con hơn chút xíu các bạn ha. Cho càng coi cái bụng á, lông nó hai bên đó, cái này là cái ức ha đó, thấy cái đường xương chính giữa luôn nè, cái đường cái sống xương sống nè. Còn ở trên này là coi là cái bầu diều của nó nè. Cái da nó mỏng, có khi mình nhìn thấy được cái đồ ăn bên trong luôn á. Này nó cũng phủ phủ ra ha, vàng vàng nè. Đây là những cái hạt lúa bên trong nè. Giờ vô thấy những cái hạt lúa luôn. Cái dòng chim cu cườm này nó gáy rất là hay luôn đó, các bạn nghe nó gáy y xèo luôn nè, theo nhịp độ luôn. À, rồi ok các bạn, vô tình thấy một cái ổ chim thì giới thiệu với các bạn. Thật ra là trên vòng vòng mấy cái cây này cũng còn mấy ổ nữa, nhưng mà nó nhiều khi nó treo leo quá, nó khó quá,
Còn có những bạn nào mà đẻ gần gần ở đây á, là mình thấy được, mình sẽ bắt xuống mình quay cho các bạn coi. Ok, thôi bây giờ á, bây giờ chắc là để lên trên đó lại cho mẹ nó chăm nó, cho nó tốt hơn ha, cho nó gọi là nó có cái bản năng về tự nhiên của nó, để cho nó sẽ thích nghi với cuộc sống này tốt nhất ha. Chứ mình đút nó thì cũng ok đó, nhưng mà thứ nhất là nó cũng hơi cực cho mình, tại vì chim con này nó đói bụng liên tục à, mình thì lu bu công việc à, nhiều khi là 15 phút nó ăn lần, 15 phút nó ăn lần chút vậy đó. À, rất là cực luôn. Nhưng mà những người mà người ta muốn huấn luyện một con chim nó dạng dĩ theo mình á, thì người ta sẽ nuôi chim con. Thì đối với chim á các bạn, và một số dòng khác nữa à, có nhiều người giống như là mình ngày xưa cũng vậy, lúc mà chưa có biết á, thì mình cứ nghĩ là con chim lớn trưởng thành nó sẽ mắc tiền hơn là con chim con, tại vì nó hoàn thiện rồi. Nhưng mà không phải ha. Ở trong con chim và một cái số loài khác á, thì là cái dòng chim con á, như cỡ này nè, là nó sẽ mắc tiền hơn là cái dòng chim mà trưởng thành đó. Có khi mắc gấp đôi, thậm chí gấp ba luôn. Các bạn biết là nguyên nhân là mình vừa giải thích đó, do con chim con đó, nó còn nhỏ nè, nó chưa có cái sự sợ hãi, nó giống như đứa trẻ con vậy, nó chưa có biết sợ hãi con người. Thì chúng ta bắt về, chúng ta chơi đùa vuốt ve đút ăn rồi tương tác với nó, vậy là nó sẽ coi mình giống như người thân của nó luôn, dễ huấn luyện và nó sẽ dạn dĩ. Còn ví dụ con chim lớn rồi, chúng ta mua con chim lớn á, thì người ta gọi là mua chim bổi, tức là nó đã lớn rồi, về chúng ta mới thuần nó lại. Thì mỗi cái nó sẽ có cái hay riêng ha. Con chim bổi, con chim rừng á, thì được cái là nó học được những cái âm thanh tiếng hót ở trong tự nhiên, cho nên là nó có nhiều cái bài hót hơn à, nó hót được nhiều giọng hơn, do nó được học từ thiên nhiên. À, ví dụ như những con chim trong rừng á, có những con hót ra giọng suối, giọng thác à, những cái âm thanh đó là ở trong rừng sâu mới có thôi à, róc rách đồ này nọ là nó cái giọng của nó đa dạng à, thì con chim rừng, con chim bổi nó có cái giá trị về đó, có nghĩa là cái trải nghiệm của nó nhiều ở trong tự nhiên, đâm ra cái giọng hót của nó hay, nó thánh thoát hơn. Còn con chim con á thì nó sẽ được cái là nó dạng dĩ hơn, nó gần người hơn. Rồi chúng ta có thể huấn luyện cho nó, có nhiều con chim mà có nhiều người huấn luyện búng tay là hót á, là người ta huấn luyện từ chim con lên. Thì những con chim đó người ta sẽ cho nó học giọng từ ví dụ như học giọng từ những con chim cha mẹ ở nhà có sẵn, nó sẽ nghe, nó học theo cái tiếng hót của những con chim đó. Cao hơn một chút xíu á, người ta sẽ mở nó có những cái hồi xưa là mở băng mở đĩa, còn bây giờ nó có những cái file đó, người ta mở âm thanh cho nó học cái giọng. Rồi nó lớn thì chút xíu nữa để người ta gọi là người ta huấn luyện nó để đi thi đấu rồi này nọ đó, thì người ta sẽ xiên mỗi tuần người ta cho nó đi dợt. Thậm chí có người nào mà yêu mến cái nghề này, muốn sống với cái nghề chim luôn, là thậm chí là mỗi ngày người ta đem những cái chiến binh của người ta đi ra những cái cội chim người ta cho dợt. Dợt là thứ nhất là để tập cho cái thần kinh nó vững, tập cho cái thể lực của nó sung mãn, và đồng thời là cho nó học giọng của nhiều cái dòng chim khác nhau để nó có cái sự hưng phấn đa dạng. Sau này á, người ta đem đi thi ra trường, ra trại rồi treo lên vàng thi đấu á, là con chim nó không bị nhát, con chim nó không bị hoảng với lại đám đông, với nhiều cái con chim khác nhau, rồi số lượng người coi cũng rất là đông, thì nó không bị hoảng, nó vẫn tự tin thể hiện đó, để mà lấy những cái phần thưởng, lấy những cái cúp đồ này nọ, thì cũng rất là hấp dẫn ha. Nhưng mà mình thì mình chơi chim hót hồi xưa mình không có thời gian đi cội à, nó hơi tốn thời gian quá, thì đó mình ít đi lắm. Hồi đó mình nuôi chim chủ yếu nhà mình nghe chơi, chứ mình ít có đi gọi là đi thi đi đồ. Cái đầu đứng vững à, đứng rồi đó. Đó, coi chừng té. Cái đầu cái bạn thấy con chim mà nó sắp muốn bay đó, là đó, cái cánh nào nó quơ tới quơ lui vậy đó. Nó quơ ha. Nó quơ tới quơ lui, nó tập thăng bằng đồ này nọ các thứ, rất là dạng luôn. Ok, hôm nay anh cho mày lên sóng, ngày 21 mày nhớ mặt anh nha. Dễ thương các bạn, quá dễ thương luôn ha. Thì như mình cũng có nói nhiều lần á, chim thì đẻ rất là nhiều. Lâu lâu mà mình thấy chim nó nhiều quá rồi, mình mở cái cửa ra cho bạn nào bay ra ngoài được thì cứ bay. Nói chung là thả về thiên nhiên luôn. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ cho bé nó vô lại chuồng để cho mẹ nó chăm sóc nó. Nhưng mà mình sẽ theo sát, mình sẽ ngồi ở đây mình quan sát coi là
ngồi coi tới chiều chiều coi mẹ nó có về hay không, hay là nhiều khi mẹ nó bỏ luôn rồi, bỏ luôn thì nó sẽ bị đói bụng tại vì nó chưa biết tự kiếm ăn, thì mình sẽ chăm sóc nó cho nó ăn. Còn bây giờ trước mắt mình cứ bỏ vô đây đi để mẹ nó huấn luyện cho nó. Rồi vô đây lại nha con, ở trong đây anh thấy còn một trứng nữa nè. Vô đi, đứng lên đây rồi tự đi vô luôn nè. Ok, rồi vô chỗ nằm đi. À, trong đây nó cũng khá là mát, kín đáo ha. Nó sẽ nằm ở trong đó. Rồi ok các bạn, thì giới thiệu với các bạn một thành viên mới của Nam Ngô Farm rất là dễ thương ha, Baby Cute. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và có thật nhiều sức khỏe. Đói bụng thì kiếm Nam Nô Nê. Bye bye.